Người nào mà dám làm can đảm với thằng thằng là đó, nhân nha. Tài thấy không? Không, nhưng mà nhân tài của nhân tài tại của chính những người hiện diện anh nói rằng như là em đã thiếu nợ những người này mắc nợ biết trước người này em làm đi, không ai dám làm mấy người này hết, mấy người kia cũng nói em chắc đúng không? Trước đó mà... em là cái gì đó nhưng mà không có ta không nghĩ là đổi đi ở ngược lại có ai dám làm được điều không này dám. Một không một người nào có là... dám làm những người này không? Có một không hai em hiểu không? Có một không hai em làm này. Sao em đâu có sợ tụi nó, em thấy bình thường, em thấy tụi nó đâu có gì đâu. Nhưng mà không phải do em đóng là em đã thiếu nợ thật sự, cái trước em đã thiếu nợ với người này rồi. Em gắn bó được. Đó là em đó là thiệt. Mà mới có can đảm để mà làm. Đúng rồi. Không có sợ, không có cảm giác sợ. Em nhận khi em là một người võ nữ là cốm là tướng cốt hoặc là em đi làm những cái chuyện mà phải là đáng một là ví dụ nói phụ nữ mà có là đáng ngợm em biết là em biết là vợ của cái gì em của ông lại ông tướng gì đâu bị năm cam giết đó nhá không và gì đó em là cỡ da đó đó phải không? Em là một bản lĩnh trong tướng lĩnh của tướng cấp của trong có một cái lĩnh lắm, là lịch sử lắm, em là nữ tướng á. Nhưng mà tôi đi giúp hỏi chứ tôi đâu có làm hại gì thì họ. Em về cái này em thấy anh đã cho em biết kiếp trước hồi đó em là như vậy. Làm việc thiện mà. Kiếp trước em là làm là nữ tướng cốt của một lãnh đạo một em hãy cái bây giờ là tại em không là mà, nó em là tuyệt tình cốc như vậy em hay là cũ thiệt tình cốc. Ai dám làm cái được này điều này không? Anh dám lên nói là ai làm được những điều này ai ghét em. Không có người nào dám lên tiếng đi. Anh đứng ra lên chứng danh chính cho những người nào làm được điều này không? Đừng bao giờ nên là ghét người ta. Những người những tôi nó các người chủ nè, nói là đàn ông nè, ta cái thực hành được những cái điều này mà hằng là người phụ nữ cảm đang dám làm được điều này, có ai dám lên mà dám nhắn nghiêm chính chánh mà chỉ cho hằng không? Anh nói cho coi. Dám không? Đúng. Những người chỉ cho là những người đó ganh tị, là những người đó ganh tị như đó. Nên học hiểu là mở đầu óc thông minh là phụ giúp cho hằng, phải là cổ vũ cho hằng thêm. Đúng. Để nói vòng tay lớn để hợp tác với hằng làm lên để giúp đỡ các anh này để cho thoát khỏi qua cảnh người cộng đồng Việt Nam mình. Đúng rồi. Người dân tộc Việt Nam mình không đã gặp khổ gì nhưng mà ai dám làm với hằng thì mong các anh các chị nên nắm tay lên Vũ ủng hộ cho hằng một nắm ra mà nói vòng tay lớn lên để chúng ta để giúp cho những người bị những người Căn hoàn cảnh hoàn cảnh nói như người Việt Nam mình không gọi ai là người nào giàu hơn Vũ ai mà khổ hơn ai, tức là mình đi qua được nước Mỹ đây là ai tổng cộng là mình là người của là người tị nạn hết, không có người nào giàu có khó ba họ đâu đó. Mình qua đây chứ là người nào cũng là hoạn nạn qua đây được Mỹ giúp cứu trợ mình, có phải là người tệ nạn không? Tệ nạn hết thì người tị nạn đó chị, là mình người nào qua đây cũng có tài trắng hết, khổ hết, có người nào không khổ không? Mình đâu bao giờ mình nghĩ điều mình qua đây mình làm ai cũng khổ, mình được lên cũng một sự có cái nhà cái cửa là cái ai không đứng lên mà tự tại nói tao là giàu đâu. Đúng không rồi. Ai đó ai đi vượt biển là chết sống chết sống như là thân nhân nào có đi á là có thoát qua đây khỏi là mà mai phước ở trên ở trên cái đường biển mai phước là cứu được qua đây khỏi đó. 10 người hết chết hết 7-8 người rồi. Đúng. Gia đình nào có chết bị là bị cướp nào bị cướp biển là bị mà họ là hết dâm hết nạn kia, họ cưỡng bức đủ thứ hết, khổ lắm vậy. Không ăn một trả một cái giá, nhưng mình vừa được qua đây mình được sung sướng như này cũng nhờ nước Mỹ đã có lòng hỗ trợ cho mình. Tại sao mình phải nghĩ mình phải so đo cho những này những kia là mình phải tranh giành nhau chi? Không có ai mà gọi là giàu hết giờ tới bức xúc. Không ai muốn, không ai muốn vô hoàn cảnh gì hết, bởi vì tới bức xúc, mình là tổng cộng nói chung là mình là người tệ nạn, chính xác mình phải giúp hỗ trợ lẫn nhau. Đúng. Không có nên mình gây cắn mình hận thù hay mình ghét cái gì tệ nó làm ai dám lên đứng ra nói tôi là giàu có không, tôi là người tự thiên nhiên qua đây không? Nếu mà mày thiên nhiên qua đây được, anh thiên nhiên qua đây được, chắc anh là gì cộng rồi đó. Anh là cộng hơn mẹ của chị. Không có đâu dám lên nói luôn. Đúng. Không có người nào can đảm để nói về điều này, bởi vì mình nói ra đây là
thực tế và thực chính thức là như vậy. Thực tế tình đời thôi, giờ hát câu vòng cổ được không? Đừng ngồi xuống hát vòng cổ đây đừng nói nữa. Lúc này là lúc giảng, lúc này là lúc mình chia sẻ. Thôi bây giờ hát vòng cổ cho khán giả. Chờ nghe tối hù rồi. Hát bà thôi, đại ca cho. Không mà dám nói đi. Lúc nào em nói là đang nói hấp dẫn. Có một cơ hội nào em sẽ lên để mình lên tiếng nói để cho mình cộng cùng nhau mình đóng góp với nhau để mình góp sức rồi mình góp sức để mình góp sức để mình nói chung là mình hỗ trợ lẫn nhau. Ok. Lá đùm lá làm đùm lá lá dằn đùm lá bóc không lá gánh lá sát lá lá gánh đùm lá lá này lá gánh lá đùm lá gánh giống bên ông sư quá để ông này lên giảng hơn bây giờ nói không sai không bây giờ nó không nó sẽ xét phân tích rất là rõ ràng nói ra đó không mình nói ra sự thật đó mình nói sự thật mình nói phe mình nói mình phe nhau là mình lấy là để mình hỗ trợ cũng tinh thần cho những người cùng khổ cùng cam mình cũng qua đây là mình đã khổ rồi tị nạn mình bỏ ở đây mình đã khổ rồi đâu có chê nhưng mà trời Phật lại ban cho mình được cái khác đúng rồi bây giờ con chỉ mong trời Phật ban con có sức khỏe thì đó với con làm việc thôi trẻ đẹp hoài đứng dạ. Tâm của cái thể là quà như vậy là chị sẽ được họ tọa nguyện đó không ở đây nó nói lên mình là chính xác em, chị. Em cứ nghĩ mình làm được tốt điều này thì mình giúp được ai nói gì Phật ơn trên sẽ cho ai cái nói gì cũng bỏ ngoài tai mà mạnh khỏe mình làm thôi ai đúng rồi gì, nếu ai con để ở trong tay là cũng làm việc được đúng cái bởi vậy không nghe nhưng không nghe không lo mấy người coi như không nghe có quyền lợi nhiều không nghe không nhìn không thấy lãnh tâm mình đó mà nhiều lúc có quyền lợi hay không thì mình trong đó thì những người anh chị mình cũng không biết mình không có đóng được nói nhưng mà thiện thì mình lại chính thức là mình thấy những người làm việc này là đâu có ai có một không hai đâu có ai không có ai đâu bây giờ mình chỉ làm YouTube thôi nhưng khi mình giúp các anh á là mình coi đó là một công việc tại vì YouTube là những cái thước phim thì mình lãnh lương từ YouTube trả cho mình không cần lãnh lương á em lãnh lương này thương lương phải là có lương mình mới có lương được với mình có cái giúp đỡ luôn các anh em đúng rồi có người hỗ trợ nữa chứ trời mỗi ngày mà hàng đi ra đường hàng tốn bao nhiêu là tiền mua nước uống cho mấy anh em mua thuốc lá mua đủ thứ đó là tiền ở đâu không cần đứng chánh mình khai đi cho trời Phật ban cho chị làm cái việc thiện là mình có công người ta trả thôi mấy người các anh muốn giỏi thì tôi chỉ là nghề để cho mấy anh làm là cũng hợp với tôi ngay cái Vũ nè hàng cái Vũ làm YouTube chỉ làm nơi đó để cũng có Vũ có được một cái công việc nó mới động lại lên đó giỡn mình á thật ra cái đồng lương nó thật dữ đó chỉ mà đi bộ tiền xăng không biết có đủ không bán mỹ phẩm online vũ hát tôi bán vũ không bán anh không bán gì hết thì vũ hát cho tôi bán được rồi giúp đỡ vậy á giúp đỡ thì nói giúp đỡ chẳng. Đi hỗ trợ giúp đỡ đi hỗ trợ cho tôi bán cái đó để anh kiếm sống đâu anh không ok vậy vũ hát cái lời hát anh đem đến cho bán mình có tiền mình làm từ thiện có tiền tức là quán giả ủng hộ cho em được rồi còn anh đây là không có muốn bán giúp cái gì hết nếu em cần tinh thần thì anh giúp đỡ giúp tinh thần hỗ trợ nói cho rõ ok nói cho rõ như vậy đứng chính là tức là hợp tác còn mình bán có tiền làm từ thiện giữ cái ngành nghề nào cũng vậy nó cực khổ lắm ai ơi tức là mình bỏ ra tiếng nói mình làm cho để cho người ta nghe được đâu có phải ai người ta thương được người ta mới ủng hộ cho mình chứ mình lên đây mà mình cứ múa hả là cỡ nào nó không đúng thì mình không chính xác không đúng cái ru của nó là mình không có tiền tức là nó lên cầm clip đó là các anh lên đây muốn làm cầm clip cái đó phải cần bao nhiêu các view đó mà ví dụ 2,000, 3,000, 4,000 sau cái đó mấy anh được vô cái là thẳng ra vô trong cái group người ta anh mới được số tiền đó khó khăn lắm phải dễ đâu gì đúng rồi làm gì cũng có dễ nhưng mà ở đây sẵn sàng ở đây nếu mà tôi được may mắn ở đây sẵn sàng chỉ là quý vị làm những cái điều đó nếu quý vị muốn không ai làm được nó đúng mình làm được mình hít tàu họ luôn ok quý vị cũng lên đăng ký đây 1-800 hằng kali rồi xong số mấy số điện thoại mấy 1-800 hàng kali là lên trả lời hàng kali 1-800 hàng kali là đúng số rồi không
Thằng Cali 4 con, 1800 đó là đúng rồi. Là 8 con, 7 số, 9 số, 10 số. Tôi vô hát đi vô. Không, thằng Cali, rồi đây giúp hát, việc, giúp mọi mà thứ hết. Lũ hát. Đi giúp tù đội, đi giúp những bác sĩ, đi giúp đón mấy anh trong trường trong tù ra, rồi đón mấy anh từ bác sĩ, rồi làm giấy tờ cho anh, làm hao sinh cho anh, làm đầy đủ hết. Ờ, đó. Cũng hết đầy đủ hết. Còn, quan trọng còn, nếu bây giờ nè, mấy anh vô tù cũng kiếm hàng, mấy anh vô bệnh viện cũng kiếm hàng. À Vũ hồi đó nó vô bệnh viện 13 lần chứ sao nó không kiếm hàng ha. Lúc đó sao vô cũng vô không kiếm đâu Vũ. Giúp anh bệnh hoạn thì đâu ai biết. Nhưng mà anh không muốn người ta biết. Bởi vì mình biết là mình sẽ làm cái bận rộn người ta. Rất khỏe. Không muốn làm phiền. Không làm phiền. Bây giờ tôi vô nằm trong cái nhà đó, không đâu biết đâu, không đâu biết đâu, cũng nằm luôn à. Nói nó không giúp được gì, nó bạn. Nói nó không lo. Nhưng mà Vũ bệnh là Vũ có hàng rồi. Không phải. Hồi kiếp trước á. Hàng ít mắc nợ Vũ, còn mấy thằng kia mắc nợ nhiều. Hàng mắc nợ nhiều. Nhưng mà giờ gặp được Vũ hả, Vũ sẽ hỗ trợ cho Hằng để động viên cái coi sức của Hằng lên đi, để còn giúp cho nhiều người nữa. Em có em muốn giúp cái gì gặp tắt thì em không có. Em rất là về cái ý tưởng chưa có đem tiếng ca, em không có được đem lại ca tiếng hát phục vụ khán giả một cái được cái quy mô để giúp mọi người là, nhưng mà em có sức khỏe và em có được cái may mắn là em có lời ca tiếng hát đi em phục vụ cho khán giả, có được cái bộ mà thiết kế em thể nói ra những cái những cái thiết kế của em nó hay gì vậy, sao mặt buồn hiu vậy, nãy giờ nói chuyện với bồ bị gì lấy khóc rồi sao đi ra ai khóc vậy, ông nào khóc vậy, ai khóc mà khóc nói chuyện với bộ định đó là ảnh chuyện là bên kia rồi từ nãy giờ mình nói chuyện này đi nói gì giờ chương trình đến bây giờ rồi sao bây giờ chương trình tới ca hát không, chương trình hiện giờ hai bài thôi tạm dừng lại đây, nãy giờ mình nói hơi nhiều giờ làm ơn thì làm ơn thì xin phép thì để cho mình nghỉ ngơi chút xíu rồi có để phải gì một thời gian nào mình sẽ lên tiếp, nó dừng tiếp thời gian nào cảm ơn tất cả quý vị là cho dành một cơ hội được lên được tiếng nói là để mình giúp nhau cộng đồng với nhau, đó là một hạnh phúc nhất lớn nhất của mình đây cho cộng đồng và xã hội. Trong những ngày nay ai gặp khổ thì đến đây Hằng Cali 1800 vân vân. Ở đây cảm ơn quý vị. Hay quá, chương trình rất hay. Chương trình đó hát đó, có chương trình ca hát chưa, cho cái đó đây ốp đi à. Ok rồi, cái này bay hát tới ca hát ở cho mình thứ uống nước được không, uống nước tắt dữ vậy. Wow. Khanh tình nãy nói sàn cộ đây. Giờ nó rất là lưu loát luôn. Bác uống sữa không bác? Thôi. Bác nói bây giờ nó uống sữa không? Nó mình chị ăn chị uống đi. Dạ. Nói chuyện thì mình đây. Nó sự thật là nó ra thì thật chị, nó smooth chị đó. Đúng. Không có ngại luôn. Nó ra phải không? Không, những cái ý tưởng rất đó là đúng, đó là hiện tại. Hiểu không chị Nhi? Không. Thật ra cái như vậy đâu. Sao uống sữa không? Ủa, nó kiểu mua ý thì mua ý chung. Ừ, anh ăn này vô anh ăn là mỗi tối chân cái để cũng đạm cái trước thì đi ngủ được chân cái để lên ngủ là không có chân không xuống đất. Ui gì bánh gì trời, cái thằng này ăn bánh gì trời, thằng nó là cái bánh này bánh của con chó đóc 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 vậy đó, bái đâu cũng có cô á, thằng là đậu xanh của Mỹ, đậu xanh của Mỹ đấy, bánh dạng đậu xanh bánh bột á. Bộ. Giống thiệt chứ bộ. Giống giống mà giống thiệt chứ bộ. Giống giống là con đất giống cái gan luôn. Thiệt chứ bộ. Chó cũng giống mà nó làm cái vậy chứ bộ. Hỏi là phải hỏi anh chứ, nói là vậy cái trong đó có gì? Bánh trong đó. Hỏi nói mà mẹ con mua này giống hỏi anh thử coi này có giống đồ ăn chó gì. Thì nghe được nói là đồ ăn chó. Thôi là ăn à trời. Đồ ăn chó cũng đâu có xài đâu. À anh mua đó. Mua mà nó đây là blueberry nè. Ngon anh cũng ngon bữa nó theo sao ăn chó cũng ngon lắm à, nó dễ cho phở đó nè, phở đó sao nó để phở đó kìa Vũ ơi. Vũ kiếm gì bia hả Vũ, Vũ đâu có bia đâu, cho anh đi nước chanh uống đi, uống đi, uống đi ra cha đó, cha đó cũng đi uống lại.
giờ nó bây giờ chắc phải có tối rồi, 12 giờ. Khuya rồi. 12 giờ. Nãy giờ nó thật sự ra là chị với bác tới đây bảo ở đây em rất là mừng. Yeah. Rất là mừng, mừng những cái gì là công việc ai cũng có mà nghĩ hai bác chị tới đây là thăm hàng cũng như em gặp sau. Yeah. Thì cũng có bên của chị đó có công việc rất là nhiều mà em sụp ra tại sao chị phải đảo về đây ra em chưa hướng dẫn cho chị nghe rất là quý là ý nói chị đi Nam Cali rồi sao chị còn quay về đây đảo lại gì đây mà cái đó là cuốn dữ gì không biết đây bí mật nhà hàng này có câu gì hay làm gì đây bí mật gì đây mới mộ ca sĩ Phi Vũ đó mà cứ hả cứ suốt ngày nay là chỉ kêu là kiếm cái được Phi Vũ đó mà chỉ có hàng kiếm được thôi chỉ có hàng kiếm được chứ con ra hơn cũng kiếm không được luôn em cũng kiếm ra không sao đâu. Thật sự bây giờ nó không bắt phone hàng chứ nó ra nó gặp hàng nữa nó phải đi nhau ra là không có kiếm em thôi hàng không được đâu nhưng mà tại hàng là cái chặn lưới đồ này chặn lưới về hết rồi nhớ cái xuống hết rồi gọi người ta đi kiếm không nó ra rồi gọi người ta thì ra em à kiếm là sao ra gọi như đó là biết là tại sao biết Vũ có gì không biết nó khai rồi cỡ nào phải khai không à nếu mà không khai thì đâu có thứ ăn đâu không khai anh không khai hả đừng cái đen nói bỏ đói anh à trời ơi sao ghê lắm đừng nó bỏ đói à thằng xuống không khai thì nước uống sao chứ đâu có thằng nào đâu có thằng nào ngu mà không khai chị mẹ em là cái gì chứ bỏ xí xôi này khai nó ra đi mà có đồ ăn mà thằng đang xuống ai khai mà thằng cho ăn tới luôn á không Vũ biết chứ Vũ tẩy hàng hết chứ nhưng mà em không trách với người đó mà đó khai em không trách tại vì họ cần những cái gì mà hàng đi kiếm Vũ tốt mà hàng nó phải khai chứ nhưng mà em khôn lắm vậy em khôn lắm em đi em không báo với người đó em tới em chơi là em không báo là em ở đây bao lâu đâu em chỉ cần em nó đi kiếm khác tao đâu thành với em đi khác là hàng có kiếm ông này không được họ kiếm Vũ cái hồi ông này nó đến chút anh gặp nó kêu nó cho thật sự là hàng kiếm được mà mấy ổng báo là hiếm hàng thu lây rồi tại em đã tính trước rồi em tới đó là em nghĩ đó là em đã đi hướng khác rồi hàng hỏi là người đó là em đã đi rồi đúng không không bao giờ anh ở chỗ đó bởi vì anh kiếm anh không được bởi vì không phải anh tự xa lánh công việc anh phải mấy cái mù tự ta không vậy đó là sự là em xuống dưới là ta tắt cái đó hình như là hàng tới cái tắt cái đó xe ngay cái đấy chiếc xe gọi hàng có thấy không có viết chữ mà sao cái xe nó vô có viết cái chỗ cái đó thật sự em không có để ý không có lúc mà cái con đó mình gọi hoài á tại vì nó cứ chung với chiếc xe nó làm nhớ quan trọng là cái gì em đang quan trọng nhất là cái người nào mà lo với em đồng hành với em là em lo cái đó thôi tại vì em đang lo cái chiếc xe mà chị nghĩ thì cứ kêu gọi Vũ được chưa kiếm ra không ai đi hội luôn thậm chí em nghe em thấy ha thấy không em thấy chứ thấy số kêu Vũ ơi mày chết đâu rồi cái đâu có coi gọi anh Vũ ơi cái đi hội luôn thấy luôn mà trong lúc làm việc em có bắt bắt lên mà phải có điều gì có lôi nhà không à phải kêu về nhà Vũ ơi đừng có làm nữa về nhà nghỉ ngơi đánh nữa mày xuống dưới rồi mày mặt này mà mũi ra phải thiệt đẹp lên em Vũ ơi nhiệm vụ em phải làm tại chiếc xe đó hắn mua cho em không có nào em bỏ được với đợi đậu cho người ta mấy ngày rồi người ta nói sợ đậu xuống dưới rồi đỡ thanh sắt nó sâu nó kéo rồi nó cong nó mắc cái đó rồi người ta không báo rồi mắc cái đó người ta đang lấy giao cho người ta rồi tại sao mình làm mắc nó đâu thừa mình đâu thừa rồi cho nên nó nói vậy rồi em mấy lần đặt xuống dưới em phải lo chứ em đâu có muốn xe mình nằm dưới đó tại vì xuống dưới đó dù sao có máy ảnh giữ máy ảnh giữ xuống dưới chỗ đó được mình sửa căn bộ cái đậu này đâu quen ai đâu quen đậu cái cửa nhà đâu hoặc đậu cái clip đó mình mở cửa mở này tôi nhớt nhoi là một cái xe mình cái cờ nó không có nó chảy nữa nó sát là kiểu nó là hai thằng đó vậy đứng cái sao mà em nhưng mà nó coi rồi số em nằm ở dưới đó anh thấy hai thằng luôn chứ hồi xe coi cái số rồi là nó lỡ hỏi thì xe mình là có giấy tờ đầy đủ nó có lo xe do nó mua mà đứng vậy em thấy nó tới rồi hai thằng nghe không phanh gì đó nó nghe cái tên là muốn tanh nó chạy lại đứng ngồi sao chứ mà không có hỏi em nha nó có lời hỏi em đó ok mình làm gì đây thì nó ô tao đã sửa xe cho bạn tao bạn đi mua đồ rồi thì nó không cho mình đi chỗ khác thôi mà đâu có quyền mà hỏi tao giấy tờ đâu đúng không em không cho không quyền gì em hết trơn xe này xe của bạn tao có giấy tờ đầy đủ tao là người hát thêm hát hơi whatever see here he go đi why go the fuck I'm working here not my car somebody car thì thôi vậy nó không cho không có lực gì không cho nữa không buộc quyền với xe xét cái tờ em không trả lời cũng không làm gì em ra làm gì sai xe tao có đầy đủ giấy tờ nè
nó xét em cái đứng xa lắm nha, nằm dưới thấy á, cái thằng nó là biết xe mình là thưa là xe của mình là không mắc, không ai khai báo mắc, tụi nó đi thôi. Ở chiều con xử nó trên đường nó đi, nó đi lại giám sát chỗ đó mang làm gì, mấy thằng hút xe đó cái gì vậy, mình nói cái gì vậy. Ngày nào mấy thằng đó nó quậy chỗ đó, nó hút sách nó đi giết luôn. Cho nên nói mấy bay mà ở đây ha, mày làm như vậy á, shopping người ta băng taxi hết. Bởi làm nó hoài về ban đêm á, lỡ đó ban ngày hút đi mấy giết. Mấy bữa đó cứ ngồi sợ. Nó ngồi đông lắm, nó ngồi nguyên cả dãy. Cái chị Hà tiệm điện thoại á, người ta sợ shopping. Thằng em bỏ giùm đi. Mà thằng em nói một cái thằng cho 10 đồng 10 đồng nè, đi 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 ra đó mua bia uống. Đi hết, nó đi hết luôn. Giờ cảnh sát. Cái chỗ nó sợ lắm. Chị Hà nói thằng ơi, thằng ra thằng nói giùm đi, thằng nói cho tụi nó đi đi. Mà thiệt thằng ra thằng nói một cái thì đi hết. Mấy nhớ nè, em mà nhớ em cho tiền đừng bao giờ cho nó uống bia, em có tội em mới vô. Không, không phải cho nó có uống bia, mình cho nó là nó đi mua bia nó uống. Em nghĩ nó vậy nhưng mà em đừng nói ở cho mình uống bia nè. Đó, mình biết tụi nó uống bia, nó ngồi. Chẳng thà cho tiền, chẳng thà mua đồ cho nó ăn. Mua mà cặp năm bia. Tại mấy chị trong đó lại không dám cho. Tại mấy chị nó nếu cho nó sẽ lợi đó, nó ngồi quay lên hả? Quay hết quay. Quay trong đó cho làm người ta khách ta sợ. Mà sợ khách không dám tới. Bác sĩ anh mang được cái dẹp hết cho mấy bay. Cho nên chị nói hàng ra hàng la nó dùng cái. Mà thiệt không là con đó một cái nó đi trên. Con cho mượn bè đúng không? Bác bè mua đồ ở đây người ta không cho tiền quay. Mấy mua đồ ở đây đâu. Tụ bay tao cho xong rồi bay uống hút ở đây người ta ở đây người ta bỏ hết trơn thì chỗ đây con lấy xe vô không mua ấy bỏ đi trơn mấy bay ăn cái gì đúng đi mang la anh từ thằng Việt Nam mấy mày ra tổ lộc em mày ngồi đông nó ngồi ngay cửa anh ta vậy đó mấy đó là chủ dụng đó em nuôi hết đó chị bà chị trên này đó bà đem đồ đó là thảo gạo 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 bình lum sáng nam phát nấu cho tụi ăn nấu nó ăn em nói thằng nào cũng nghe chứ thằng nào chỗ khác lại làm cho hết rồi. Thậm chí sức re cho ra tối 4-5 thằng dành con đứa 4-5 thằng bồ nhìn nha. Con nhỏ đó giờ hôm nay nó bị bắt à. Bữa nay nó la quá, nó cũng la quá cảnh sát bắt à. Ta gọi bắt bữa nay cảnh sát nó lùng á. Thế mấy đứa thì làng thang ngoài, mấy đứa gái bị gái nó bị tội. Đấy, cũng gọi lắm, nhỏ nó cũng không phá ai cho. Con nào vậy? Nó Christina. Christina. Nó như mấy tay cơ gì đó. Nó bốn thằng Dũng xăng đó, cũng quen đó, 4-5 thằng quen con đứa rồi, 4 thằng quen đứa. Trong đó có vô nữa. Dạ. Trong đó có vô nữa. Làm nó luôn, mấy đó mày cái đó lên đó là mình sao mà giớm với nó, mình giúp nó mà sao giớm nó dơ thế mày chơi gì bờ vậy trời. Ngồi xuống hát đàng hoàng ấy. Hả? Bà đó là người khác. Ngồi xuống hát đàng hoàng. Nếu anh thôi em, con ta sẽ khổ. Bão tố phong ba, bão tố dài. Có nhớ lời hát không? Người bao nẻo trong gai. Anh bây giờ biết tính sao đây? Em đi theo kiếp sông đua đòi. Biết bài đó là gì không? Thực tế tình đời vậy đó. Bài đó là gì hạnh phúc đơn sơ đấy chị. À, hạnh phúc đơn sơ. Bài đó hay ha. Đó. Bài đó là như là gia đình tan vỡ đó, hát bài đó. Bài đó là hay. Đúng cái này hát là những cái bài nếu mà em sắp dần âm thanh á, lắc là hay á, lên hát cái bài mấy cái nhạc mùi này á. Để những đục đúng chứ có nhiều tâm trạng lắm chị. Thường cuộc tình nào cũng phải giao dở. Đúng gia đình nào cũng có một cái lỡ dở, một cái gọi là xa vắng xa nhau nó có đủ chạm cái gì rồi. Tại sao nó nói là nhạc mùi và nhạc đi vào lòng gọi là nhạc sến á, hát đi khán giả chờ tới mà buồn ngủ luôn rồi kìa, không có nổi ơi. Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo, bao nhiêu năm qua không đổi thay lớn lên còn nghèo. Đêm đêm đôi mi mong giấc ngủ mời không đến. Tương lai đi xa tôi vẫn nghèo nghèo thương tôi. Thấy không? Lúc nào cũng nghèo hết. Đó. Mà giờ này hát không có hơi mà rất là mệt thì ráng cố gắng hát hàng mấy câu với hàng. Thằng vui chưa? Cô ý cho chị gì kìa. Mệt, nó đang mệt. Chị nó nói vậy là chị mệt, chị đi ngủ. Hát mệt, không sao mà mệt. Mệt cái này nè, nếu thầy em nó đưa lên mà hát nó đưa em lên thì chết em nữa. Đúng rồi. Thôi đi ngủ đi. Từ lâu tôi thấm con số nghèo.
nên ngài không dám nói oai một câu, dám mơ dám mộng nghe gì giá, gì kể mày chừng chồng con gái à tới giờ anh mới khá nghe không cậu chị cứ nghe không. Nghèo tài trắng lưu lại cũng nghèo. Kể về cuộc tình của Dũng. Dạ, mà kể bộ Dũng không? Ngồi cười xỉu luôn. Em thì trung gia thì đau quá lắm rồi. Tình theo này nhiều lắm. Hồi lúc đó còn đương thời đó, đẹp trai lắm. Bây giờ em rất là tự tin, lúc nào em cũng phải là cảm thấy mình đứng đương lên. Không có nào mình sống tự hào. Lúc nào tự tin, không có nào em nghĩ là ờ, lúc này là em nào bớt cái này vậy không? Bởi vì em có một cái lòng, lúc nào cái tấm lòng của em lúc nào cũng đem ra cái gì, cái sự thật, giúp người là giúp hết mình. À, mình không có giả dối, không có lọc lường ai, không lấy cái bây gì không có làm cho Gia Hân buồn, đừng có nói gì với nó mà nó thương vô lắm Vũ. Cái thương có nhiều cái thương lắm, cái thương nhiều khi thì nó lo cho Vũ thôi, thì đôi khi nó nói gì cho nó rất là thương Vũ, thương hiểu. Mà thương nhiều khi nói nó còn cái câu nói nó làm mình buồn. Nó làm cho anh buồn. Hiểu không? Em không có hiểu tâm lý đâu. Nhầm người cái vô mà chạm vô người ta. Nó chạm vô người ta là nó buồn lắm. Cái vàng người ta không ăn. Vỗ lên ôm ngủ coi. Ờ. Hả? Lên lên ôm ngủ chút coi. Làm cái ôm ngủ sao mới đang ẩm với mình cái gì không nổi. Dạ thưa chàng, em đây còn trông lo, lo các chị, lo bác, lo chị, lo em rồi. Anh ngủ ngủ thì ngủ trước đi. Đi ngủ anh. Rồi vậy? À, đi ngủ. Ơi, đi lên mền gối rồi lên ngủ. Gió đưa hương đồm mùi bổ kết. Để ê, tâm xong em tính lên đồ đang lấy chứ em rồi. Sao kể chuyện ma xong hết giờ lấy chứ. Hứng á. Em mà hát á, sao em mà nói mà hát á. Sớm kể kể chị kia đi nữa kìa, để chắc là em nói là em hát, em nói là em tới mà ra nghỉ việc luôn chị. Em kể chuyện không mà làm đâu nói. Không có kể nữa. Bỏ việc hết trơn luôn, nghỉ việc làm luôn. Bỏ việc làm luôn. Rồi, lấy hết rồi. Lên nói việc, nói lên đây. Nếu mà lên live stream này á, nó thiệt em ở nhà ha, em làm live stream á. Tới giờ nháo rồi nè. Sắp nguyên cái nhà này, ở nhà nói chuyện, mình đặt ra. Rồi. Cái chuyện gì mình nói nha. Mình là giờ này chắc ở ngoài giường nói chuyện với vợ rồi đó. Cái chuyện. Ý sao mình mình mở rồi mình còn mở máy lạnh mà hả? Mở cửa không? Mấy giờ rồi? Nói chuyện với vợ. Dạ rồi, 12 giờ rưỡi rồi. Giờ để hỏi còn xin lỗi hỏi bác cái chị coi khi nào về. Mai về. Mai về hả? Mai về. Mai về rồi, sáng mai về rồi. Sáng mai mấy giờ về? Mấy giờ lên mai? 10 giờ là ra sân bay hả? Hay là 9, 10 giờ? Mấy giờ mới lên máy bay? Chế bay rồi. Không, 11 giờ đi. Thì đây dẫn bao nhiêu tiếng? Mai 9 giờ về, chị với Vũ với Mẫn đi nha, đi lấy tôm rồi vậy nữa. Đi lấy tôm về tụi em cùng nhau đưa chị ra sân bay. Ừ. Chị á, để em coi chị có một cái cặp mắt rất là tinh vi. Cặp mắt chị rất là tinh vi. Vũ mà bói vậy? À, chị tinh vi mà chị có cái khối óc của chị đó lắc là minh mẫn lắm à. Bởi vì bác lúc nào bác cũng minh mẫn. Tuổi bác sống thọ là như vậy á. Bởi vì chị là giống máu đó. Bữa nay cứ ca sĩ về hát mà nó kể chuyện ma vậy nó bói. Rất là tốt. Rất là tốt. À, rất là tốt. Bác có duyên cái là bác hay cười. Âm gia thì hết sanh con ra người nào cũng có một nụ cười. Đúng á, hai đứa. Dạ. Đúng, dạ. Đúng ha. Con nói đúng ha. Đó, đúng đó. Thì con thường nó nói là coi bói đúng hay không thì lúc nào cũng có dĩa bàn đó là cúng tổ. Mà con á. Em không nói nó chơi thì em cúng tổ. Thằng lên nói là không lì xì cúng tổ. Cho nó lên. Không nói là bớt thân đưa vô chăm còn kìa tôi giữ cái hát về là chị cái xèn không nghe cái của chị á em hát là không bao giờ không chuyện này chị lì xì chị tấm lòng không chị tấm lòng chị tặng em hổm nào đó nhiều rồi em lấy nhau không nay chị tặng em nữa mà trước khi về rồi chị em mình còn gặp nữa mà anh em cái ly không phải nha thằng hắn nói lên giờ đi hát đây nghĩ chị lì xì cái này nè để chơi thôi không ok anh hỏi hăng nè ông hăng cho anh trăm năm không anh giữ không
em còn giữ phải không? Còn. Ok, Hằng có tiền em còn không lấy nè, em để cho Hằng giữ á. Tại vì Hằng nghĩ em là lúc nào em có tiền em cầm ra em đi em mua. Ừ. Em Vũ nói là Hằng nghĩ em vậy cho nên là hơn không có tiền à. Em cũng không thành vấn đề mà có tiền với em cũng không như nó đề, nhưng mà em không phải là sống là nghĩ tiền lúc nào mình cũng lấy tiền, em lấy là em buông ra một cái gì đó em lấy. Bữa tại Vũ hát chị tặng cho bông lấy cho tiền cho chị em rất là cảm ơn chị cho em vừa rồi thì xì cho em là tiền này em không lấy ha, tiền này không Vũ hát chị tặng cho bông là vui cho nên là tiền này tiền gia đình. Ok, gia đình chị không em nhận chị không nói thiệt chị em mình cũng vậy không em nói em lấy là em lấy em nghèo thiệt nhưng mà em lấy số lượng tiền nhiều chứ không đến 100 đồng như vậy đó. Vũ đi hát 200 chị rất là quý bữa đầu giờ cho em lấy ok tặng cho em bữa đó là Vũ hát vậy chị tặng bông vậy là Vũ vui được rồi em lấy Vũ tự ái không phải tự ái cái đó là cái tiền ai cũng quan quý nhưng mà mình lấy cho cái xứng đáng. Nhưng mà em mới nói là chị lấy cái đó là em chỉ nói là một cái giả thiết thôi là thầy cúng tổ này kia thôi. Nó giả thiết mấy người ta bói cúng tổ chứ không phải là nó nói là... em mà nếu mà làm một cái gì á cái miệng em nói thằng người ta có thể dưng cho em luôn tiền em nhiều lắm em không có cần em nói ra bằng cái đó mà ta cho em nó tặng em mà em không có lấy bởi vì cái đồng tiền đó, nó vô giá lắm mình nói ra được mình lấy được. Mỗi đồng tiền đó người ta cần đang cần mình muốn nó cái gì đó là người ta lấy sức mồ hôi của người ta. Nhưng với em làm gì đó là em biết được cái đó. Biết em sẽ gỡ cho thân tặng người ta luôn em không lấy tiền no lấy tiền bữa còn nếu em lấy tiền ra Vũ ngủ á cái thân nếu mà con lấy tiền á lấy tiền lấy chị mà như vậy vậy đưa Vũ không lấy thì không á cái đồng tiền này sẽ thể để dục lăng dục lóng em lấy em có nhưng mà đồng tiền này sẽ thể làm gì trong có công quả để con cho những người nghèo thân thôi đó giờ nó không bao giờ xin tiền hả tại hân thương đưa nó vậy để cho nó sống chứ nó không nói là trong cái lòng của con người chắc tự sẵn con người con không bao giờ lấy cái tiền này cái đồng tiền này nếu gì có dư thì em sẽ cho không, người ta không tự gái em tự gái biết cái đồng tiền này của ai là cũng cực hết trơn nhưng mà chị cho em chị cho thương em cho em nhưng mà em không lấy đồng tiền này em nghĩ đồng tiền này chuyện này cũng chịu đi làm ra chị cho em đồng tiền này nó không có phải là để em nói em lấy cái đồng tiền này nhưng mà chị cho nếu em lấy em cho đồng tiền em cho em làm phước người ta không người ta anh em gì cho hết thì đúng rồi con có cái thật tình dạ em không có lấy đó cái là con đang giúp được người mình giúp người ta tại vì mình nghĩ khả năng mình biết được cái đó mình làm được cái đó hơn người ta thì con sẽ sẵn sàng nếu mà con làm những điều này làm đúng con có công thì con lấy nếu con làm điều này Vũ ơi, Vũ ăn tạo ra cho mập lại đi hát thì Vũ ơi Vũ chuẩn bị có xô nhiều chẳng hạn con nghèo sống với bình dân nó bình dân thôi con nó ham tiền đó bây giờ đi chuẩn bị nè đi mai đi về bển sơn nhà tiếp hơn bữa nay mai là mấy anh em tập trung vào bển sơn tiếp xong rồi vui về ở ăn ngủ rồi lại cho anh mập đi rồi mới đi hát lại không nội cho đêm xíu này anh đi xuống dưới lỡ nhà đang ăn xíu sao cho nó hồi nó làm luôn hả bỏ nó mình với nó không mình để coi nó còn nặng không ăn nó rất là giỏi chị biết không nó giỏi lắm nó làm một tuần một à nó biêu hết trơn luôn nó sốt lóc lạch mình nói luôn nó giỏi lắm tệ thậm chí mà cái xin tí ho đó chị nó xin bằng mà nó chưa cấp bằng nó mở tiệm rồi nó làm tiệm có đèn nó khách rồi đó nó lót vô nó kêu là vô đó ha nó sơn ha nó sơn hết anh cũng chịu khó còn em thì vô thì có em thì nhanh tại tự dưới đó em tự dưới ca ly với em năm ly với em chạy xuống đây có em thì nhanh em cũng làm một mình em đi sai hết kiến này em dựng lên hết nè mình em kiến này em bỏ vô tường em đi sai hết nè còn thiên giác thì nhờ thằng kỳ á thằng đó mấy đó thiên giác bây giờ mấy nãy giờ nó thằng nào cũng lầy hết dân làm biến hết nè thằng Dũng nãy cũng làm biến nó nào nó chơi giết làm biến hết rồi thì thật sự ra mấy người đó làm là em dẫn đầu em kêu nó làm không bây giờ thậm chí giờ thấy nó lầy quá rồi làm xong rồi á thì nó có xảy ra chuyện gì thì còn thằng nó đã thừa em chết em rồi, rồi làm nhà làm cửa nó đổ thừa em là em ôm một bố luôn đầu em luôn rồi nó đổ thừa em vô cái việc này chơi bờ này nọ rồi em mới buồn em đi ra ngoài luôn em buồn nó đâu có biết là em vì đứa em mình mới kêu giúp cho mày nó về làm giá rẻ rồi muốn tạo cho nó cách ở bãi hay sao luôn ở bắc gia nhà ở không phi tạo cơ hội đi làm mấy không chịu chơi bờ xong đã cái thằng đem về cái nó nghe lời người ta nghe lời cái nó tống em ra ngoài nó không cho em làm nó nói em làm không được rồi ở đâu quậy phá thằng kia lên đồ liền nha mày để cho Vũ đeo thằng này đó Vũ hát đi dàn đưa bài tử mấy này mấy lại ngày đó đổ luôn á mấy là điện tử mấy là kỹ sư là nó không á nó làm vàng ý luôn á nó mạ nó hay lắm nó mạ đó nó mạ nó nhân mạ đó em biết mà
nếu mà biết mày không chạy thoát, nếu mà gạt mà số tiền mà gọi là cái mặt trên mặt ngàn là dính em liền, là dính mày liền, gọi sát liền. Mình thử liền nhá, tao cũng vậy, mình đi thử liền, em ở đó nghe với em đi thử liền, mình giả cái này gọi sát bắt luôn. Đã nó gạt biết bao nhiêu người rồi, mấy tao mình không? Nhiều người lắm rồi. Vậy hả không? Em đâu có. Nếu mà vàng mà gì á, nó nói là sao nó ra tiền vàng nó bán đi. Giống như người đúng không? Nó không á, nó làm mà lúc nào cũng chạy xe á chị. Nó phải đóng kịch, màn kịch nó cũ rồi. Như vắng rồi. Rồi lắm có người dân Dubai bán vàng cho chủ, chủ về chủ nói với hàng mua, ăn cái vàng vàng Dubai đó. Lúc đó hàng không có đây hả? Đúng. Vũ tới hàng không có hàng hả? Tới, đấy điện thoại về gọi. À. Dũng nói là cái dân gì Dubai. Nếu mà thật sự như vậy, nếu mà nó mình nghĩ thật sự vậy, mình không muốn thấy có nó làm gì, nó đưa em vô bỏ vô cùng bớt em, mà nó không lấy. Nếu mà nó thật sự như vậy thì mình giúp nó, ông trời cũng giúp mình nguyên cái đó cũng được chứ phải không? Nhưng mà em đâu có ngu, em nghĩ rồi. Trước khi lấy em phải đi chỗ thử trước cho mẹ ở đây đi. Mẹ ra kêu em nó lỡ thử. Em ta lấy tiền mình nói mà không đi thử thì mà nói đó. Em tao lỡ nhà băng lấy tiền, tao ở đây tao đợi mày. Thì kêu cầm dài cầm nó lỡ thử rồi, thử được cái kêu sát bắt nó luôn. Xong. Rồi có cuộc có đi thử không? Thằng Hằng đâu đi thử. Thằng Hằng nó ngủ. Ngủ 5 giờ. 5 giờ chiều hả? Không ngon giờ con có hạn 5 giờ con cứ tốt. Chưa về vô gọi tôi lúc đó đâu 1 giờ 3 giờ 3 giờ rồi. 2 giờ 3 giờ. Hay mấy rồi. Thì lên xe rồi chở người đây nè, lên đây nè. Lên chở đi dầm dầm như kia. Rồi lỗi mình khỏi đi bộ. Coi như tiền khăn của nó mình trả tiền khăn nó 2 vòng nó trả nó mấy chục bạc hết. Chứ không? Không ngu không? Ví dụ anh đang mệt nữa đúng không? Ừ. Lên xe bớ con mở mới lạnh ông tham nó mà tao đem tắt đây nè. Mày không có tiền mà đổ xăng mà tắt đi nó không chịu. Nó lên đổ. Ok. Tao cho mấy chục coi như mình đổ xăng đi. Ừ. Nó là no gas. Ok, mà muốn ăn không? Muốn ăn nước thì tao buồn nè, nó không ăn. Cũng ra tay nghĩ thiệt chú bộ. Đúng không? Đừng bao giờ mày đừng rớt tao. Mình rớt tao á. Tao không làm cái gì mày, tao chỉ là người không giờ không có tiền. Tao không có tiền cho em, tao giúp người giúp thôi. Nhưng mà lết nữa, còn lết nữa tao làm không được cái gì hết. Em tao không làm, mà nát tiền nó đâu đu, người phát hả? Mà đưa người ta ra, người ta chạy rồi, không mua đâu. Không biết là cao rồi, muốn nói chờ ca sĩ mua vàng Dubai, không chịu. Không chịu lấy vàng Dubai là hát đi. Không có, đúng mà hát á, mà dụ mặt cường người ta. Ca sĩ cho ca sĩ ăn cơm chiên với các bạn, hát nổi không? Được, chứ sao? Mà giờ khuya gọi nên hát nhỏ nhỏ thôi cho bác với chị Nhiên nghe. Thằng, để mời bác với chị Nhiên đây đó. Nó giúp ta nó tốt lên giúp nào người ngoài nhiều lắm, nó bị gạt lại chứ. Bị gạt mày cũng như kia gạt mấy chục ngàn bị mấy người kia. Cái cơm chiên này nó ngon không chị? Nãy em ngon giòn ngon lắm. Ngon ăn cơm chiên nghe. Hỏi Vũ có ăn ngon không? Ngon á, ăn thử đi. Thôi chờ ăn rồi. Em ốm rồi hai tay. Trời ơi. Em ốm. Lo quá, em ốm rồi hai tay, ăn đi. Lo quá ốm rồi. Không thiếu mà, ăn thiếu à. Còn Vũ ốm loại gì ta? Sáng giờ gọi điện thoại cho Vũ. Vũ loại mắt hết trơn. Cái mặt của em không có đến đổi. Em nó láng à. Ở chút cũng láng. Ra nó bóng ghê. Mà tắm lên là em mặt em đâu có đến đổi đâu. Em ít có. Mặt của Vũ không đến đổi. Tại vì em tắm thì thường là xà bông nó là cái chắc nó chắc clean à. Đồng bà thì cần thấp con là hoặc chiếc cái mấy cái lót rồi không biết mà. À, lúc trước em lên sân khấu em có phải quá trang mấy cái makeup mọi sòn rồi chút đỉnh nè, em làm chút đỉnh là đúng vậy đâu dẻo cho nó mặt bình á nó bị dầm sầm á, ánh đèn á, ánh đèn nó sáng lên nó đẹp xíu xíu à. Bây giờ rồi mấy người nghĩ là người bị ăn á, phấn gì phấn nhiều lắm, nghĩ bị ăn phấn nhiều. Em mặt em da mỏng. Thấy lúc đó thấy Vũ dẹo giữ nắng mặt người đó đánh nhau nhiều lắm, người đó đưa đâu có đưa đâu gì dễ quá đâm ra cho Vũ. Lúc đó thấy Vũ từ trong khuất lên sân khấu đi cũng yếu điệu thục nữ dữ lắm. Rồi mặc mấy cái quần kiểu đồ vét mà ống rộng rộng rồi đó. Hồi xưa đó, hồi xưa mà. Cái mốt á, mốt anh đi rồi mốt á thấy cũng điệu lắm. Cái phong cách của người mà ca sĩ nó có cái phong cách riêng. Em bước ra khấu anh, bước ra khấu anh cũng là hình nhạc em vậy, em mặc đồ lên bước ra khán giả luôn. Mặc đồ em ra ăn khấu lắm, ăn ảnh lắm. Mặc ra cái người ta nhìn cái thì mình cái nào. Bây giờ còn hơi để hát không? Còn hơi để hát không? Đi suốt đêm rồi, đi suốt đêm. Em lúc nào cũng dở, chứ thôi em không bao giờ mắc. Em hát hơi cho thanh nó, mà sẽ mấy chữ. Em điện lúc nhỏ vậy.
Bây giờ con mắt chấm lơ rồi kìa, không có ngủ. Mắt nó bà lờ đờ rồi đó. Thiếu ngủ quá. Mắt em là mắt anh là ải quan cù. Cái gì? Ải quan cù là gì? Ải quan cù. Là gì vậy? Cái ải là cái ải á, cái ải á, cái ải nó sâu thẳm. Quan cù. Quan kiều. Nó tức là tuần cái tuần nói trong tuần cái lương gì đó. Chứ làm em nhau thì là khái lắm, nó có nói. Mắt mắt anh, mắt em, mắt anh là ca ca giọng cổ cũng hay mà ca tân cổ cũng hay ha. Hay ca hay. Cái giọng tốt. Có hơi. Thì em mà đó giờ đi theo ba á, đàn rõ sông lan với ba á. Cho nên thường trong nhạc, trong âm nhạc là từ nhạc cổ ra đó. Âm nhạc. Ăn nữa không Dũng? Nghĩa vậy đó hả? Cho nên em có cái chờ giọng chờ chờ ba chờ con. Cho chờ cho anh lính lá chờ cho chị Nhi cái giọng nó múc rồi cái ai mà bị dầu á lấy ít xăng dày rửa nó ra rửa nó hết à cho ít xăng mà bị gì hết á chỉ có xăng những người ta rửa xong người ta rửa bằng ít xăng á dạ tại nó tẩy những cái dầu đi đó chứ không phải tay dơ đâu đây là dầu xăng cái dầu xăng á cái dầu xăng sửa xe không cài sửa xe đừng sửa nó vô bỏ đi vô sửa không thưa cho gì nó sửa đi sửa gì thì đẩy đi tôi đẩy đi sửa thì chưa anh Minh anh gõ câu sửa dùm cho là xong gì trời cái nhà em biết làm đâu em muốn chính tay em sửa ra đó để hăng đó là em không biết sửa làm cái gì mới sửa em có gì bước vô em làm cái gì cũng vô làm được làm được em không có học ai nghe chị em không có ai nha nhưng mà nói tự mò mò tự em sửa hết luôn em làm máy cháy em làm được hết luôn em làm hết luôn tại vì những người nào mà nghĩ em là không làm thì em sẽ làm cố gắng làm cái đó cho nó được em không có giao ai mà làm hơn người ta mình làm sạch sẽ hơn người ta làm gì để mình làm cái tiếng kiên nhẫn dạ anh thích là con thích làm đó bác con rất là thích làm con có là biến không thích làm chuyên năng làm vậy dạy con có thử vô vài câu thử không có điều mà đưa anh vô mà một cái sự mà để gọi là cái thắc mắc ở đây không anh không dám thắc mắc đâu anh không dám gọi là mà để mà ỉ ôi hay là anh không có muốn đem là cho em một cái sự khó khăn cho em anh đã khó khăn rồi đem khó khăn rồi anh không dám vậy đúng không cho nên đúng rồi giống như nãy giờ Dũng nói là giống như Vũ nói là anh nói là nghiêm túc là nói giống như nói sao anh nghiêm túc tin Vũ hoàn toàn nói chuyện tin nhưng mà cười cho Vũ một cái cơ hội. Cái khi em nói con nói cái gì á giỡn là giỡn cái đôi lúc nào khi giỡn là giỡn thôi do nói mà nói nghiêm túc là con không bao giờ con để nói mà nó lỡ lời mà con đem ra là nói nó rất là quan trọng bác ăn bác mình nói sai hoặc mình nói trên lời nói mình nói sai mình có thể suy nghĩ người ta cho phép mình nói lại còn mình nói lỡ mình nói mà mình không suy nghĩ cái đó là mình nói ra mình không nghĩ câu nói đó là đã sai khó lấy lại đó. Over rồi đó mình khó nói thì lỡ được cái sự việc khó nói mình over cái đó rồi mình không suy nghĩ câu nói là câu đó là cái hại mình đó nó quy ngập lắm đúng rồi chứ ví dụ là Vũ cũng đâu có hứa được điều gì nhưng mà đôi khi Vũ cũng có thể Vũ cố gắng làm hết với cái gì Vũ làm đúng không cái gì đúng thì làm đúng thì làm con rất là giỏi rất là giỏi mà có một cái trí tuệ có thể rất là thông minh nó chán là biết nó thông minh rồi thông minh mà sao giờ chán cũng 9-10 với chán hàng cái ly hồi xưa thì con bây giờ cái sống chán không đúng luôn á chán cào cái người thì chán nó vô này nó bướng lắm nó nghe ai nó làm gì nó tự nó quyết con bắt nhận xét đúng không tánh con không có bướng những cái điều mà mình làm sai không nhưng mà có nhưng mà được. cái sức của con á con làm được nó con làm được là con sẽ làm được cái đó để cho con làm để cho con làm ý con muốn là để cho họ suy xét họ người ta nhìn mình là con nói là con làm đúng cái này bánh gì vậy chứ không có Vũ bánh gì vậy bánh gì có cô á bánh này nó giống như là giống như bánh của mấy con đó ăn vậy không đó thì đó ăn cũng đâu có sao đâu con đó hả đó thì nó làm giống như con đót nhưng mà thì đót cũng giống trời đót nhà con thương giống như làm giống vậy? Như con đót thôi người ta làm giống đót hay nó làm như là bánh hay thuộc gì nó bánh kêu là giống như bánh kêu là
nó kêu là bánh bột đúng không? Không phải, nó kêu là bánh đậu đó chị, bánh đậu xanh đó chị. À, bánh đậu xanh. Nó bánh đậu xanh bên này nó làm đó, nó làm nó xanh sụp 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 đó. Ai cho vậy? Mua. Mua chứ. Bánh Vũ mua không mà. Anh nghĩ ai cho? Thì ta cho cũng có sao đâu. Anh Đức lấy bánh ta cho, anh lấy đi lấy đồ cho. Ít lấy khi đó. Nó cho là hết đát á. Cho là mà còn đát. Mình nghĩ đồ ta cho là không phải mình chê, nhưng cái đó mình không thích. Ở đúng gu mình. Dạ, mình mua mình thích ra cái gu của mình đúng mua. Đúng rồi, anh cho con, anh cho người ta lại người khác à. Ừ, lấy nhưng mà cho người ta lại. Ừ. Giống như bọn hổm nè, sẽ cho đồ ba cái gì đó kêu là hột é rồi ngũ gòn rồi lúc nào những cái rong biển ấy, ngon lắm chị, em thích ăn đó lắm á. Mà chỉ ra một chỉ cho mấy người đó mà trong khi nó có một đống mà em phải lấy lại chứ, em thích uống đó mà. Mát á. Bữa hàng làm đó. Mà sẽ cho rồi mà em không gánh nó nhiều mà mấy chị đó ép vô cho nó nó không uống nó không nào uống em muốn lấy hết gì em uống đi dành. Cái đó không thèm quá không mà sao cho hết thì mà sẽ cho rồi sẽ cho mình đâu lấy lại. Củ cơm là gì đó ngâm. Củ cơm á. Củ cơm chị. Đó nó mát người đó. Nó mát lắm đó. Dạ, em muốn lấy lại mà sẽ cho. Đâu có biết, đâu có biết vô uống không? Tưởng là vô đi về nhà là không uống. Anh lấy cho ba lon mình thấy không? Uống hết không? Hết chứ. Hết luôn hả? Hết luôn rồi. Uống tới chiều hết luôn hả? Thích lắm không? Ồ, vậy hả? Thì bữa nay nó dư mà bên đây cho nó không? Em dùng xung quanh có ai kia đâu nè. Trời ơi, dễ. Vỗ bữa nào tôi ngâm chú. Ở nhà có mũ chôm, mũ gòn mà. Ngâm một cái rồi đó. Ăn cái đó mát lắm á. Ăn mát nữa không? Dụ ăn cho mà Mỹ mấy người tức là nó không biết ăn, mới uống. Nó không biết uống. Mình biết. Nhưng mà nó để trên đường chút xíu Việt Nam đi qua lại cũng lấy uống hết à. Phải đứa nào biết mới được. Biết ý mày nha, thấy lửa không lét là không ăn rồi. Nó sợ rồi, mà cho đúng rồi, nó dùng cái chân à. Dạ hả? Dùng cái chân chị, dùng cái chân tội. Còn mà cái ổn vậy? Dùng cái cho, nó muốn ăn cho ít thôi. Không có gì khác. Việt Nam ở Mỹ nó không ăn, không uống. Đó. Mà lấy lại thì nghĩ anh nói là ăn này cho người ta, không lấy lại. Đâu có, Vũ thích thì Vũ lấy lại. Cho người ta rồi, anh lấy. Anh tiếc lắm chứ. Tại biết bánh, biết là biết gì, tại nó không uống, không biết uống. Còn mở ủa cỡ 7-8 hộp nữa nó ủa sao bay có nhiều quá vậy. Là cô đàn nó cho trước rồi bỏ đi vòng đi không có người cho ai vô hay là giục vô mấy đó luôn nó thấy vậy. Tại ủa. Chị sao em ngoài đường chứ đem xuống suối bao nhiêu cũng hết á, đem suối không đủ mấy ông kia uống nữa trời nóng á, Việt Nam không thích lắm. Em thích uống nước, uống nước đi nhiều đường ngọt không thích rồi. Nhà sáng chị Nhi nấu cháo lòng ngon dễ sợ nè, kiếm Vũ nó tát cái điện thoại luôn. Kiếm không gặp. Xe như nó động mấy ngày chứ không xong rồi cái thằng đó đó. Ủa sao mà dinh được cái xe ra ngoài đây vậy? Kéo, nhờ tao kéo. Lại 5 người à? Không, nhờ thằng kia nó kéo. Kéo tát nó bỏ xe rồi. Xe à, nó kéo lên luôn. Biết cái gọng gã luôn, kéo đi mà đó không biết cái kéo kệ mình nhờ anh nhờ anh đỡ rồi do cái người làm chỗ với nó mới sợ xe đậu đó cảnh sát xuống đó là nó thâu xe em cho nên nó kêu em làm sửa cho nhanh hoặc là câu đi em tranh thủ nói hằng để em đi xuống anh lo chứ em lo xuống đó bao nhiêu nhờ người ta nhờ cái thằng đó nó kéo gì bằng đêm nó kéo gì đó anh đẩy nằm được kia nó cảnh sát nó vô cái xe này nó kéo xe mình đi nó công lắm. Ông nghe mà đi. Đó nó kim cang đó bác. Cái dòng công chủ vậy đó. Thấy cái gì mà thấy cái gì. Ôi, có hỏi mấy ông dưới suối cho tôi sợi rồi. Có như vậy, cái này là mình thật á bác. Dạ. Thật đếm mặt á. Đếm á. Lên chạc. Mua gì là bạc bao nhiêu dòng á, là nó xe nè. Mà nó có hình gì tụi. Có hình luôn. Ừ, này quý lắm á. Mà nó là gỗ thường hay gỗ gì chứ? Không, này là cái hộp 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 kim cang, hộp nó hộp nó là nó quý lắm á. Ừ. Cái này cổ ai mấy, cho con mấy, nào? Mấy sư con lộng dưới suối đó mấy người giục á, mấy người lấy con đậm. Nó giục nó 15 lốc cái. Đó chứ khó chứ đập. Con thấy này con thấy đâu. Vô lộn dưới suối. Đó con tu đi ăn chay á, 5-6 năm trời. Chay anh cho em làm con quả đó. Ta thấy mà xanh sao con xanh sao quá, gần đi Mỹ rồi nó con ăn mặn đi. À. Giờ thằng em bà con á. Vậy là Vũ từng ăn chay. Ăn không chay tới giờ luôn á. Vũ đã từng ăn chay. Từng ăn chay. Lúc qua mà cũng biết em biết tụng kinh cho người chết mà. Vũ quê vậy đó, Vũ quê á. Tụng kinh cầu siêu á, cầu siêu còn nữa. Ê ra Vũ nói chuyện bên này quá. Không ra Nam Mô Đệ Từ Đệ Bi Cứu Khổ Quan Âm Bồ Tát. Đó là cầu siêu.
còn Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Tập Lục Vạn Đức Vạn Thập Đức Vạn Ngũ Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Phú nó tên nó đồng người ta nó để đưa người ta đi xuống đưa đi đó là cái đọc về, cho người chết về khỏi phở. Đó là cầu siêu. Còn cầu an là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Bồ Tát đó, Nam Mô Tầm Tinh đó, để mình đi đi cầu những người mà đang bệnh đó, mấy người già đang bệnh đó bác, đâu đó đâu ra quán Nam Bồ Tát đó. Vũ gì hồi xưa Vũ ơi Vũ hồi xưa Việt Nam Vũ là tụng kinh cho người chết à? Đi với anh đi lại chứ mỗi đi quê mà đạo bà Thảo á, đạo bà Thảo gì nguyên cái đoạn nguyên có đạo bà Thảo đồ đó em đi mà nào chết đó bắt đầu mình làm cúng đọc cái công đọc cái kinh này đó. Đạo bà Thảo có vụ cái đó đạo bà Thảo hả? Đạo bà Thảo của đức thầy á, ông đức thầy chú chủ á. Bây giờ mình ở đâu thì mình theo đó thôi, mình đọc em đạo Phật mà đạo Phật mà em đi đâu thì cũng như chờ mà bảo lên cái ngập đó lên chết người ta chết đó chị. Rồi người ta có cái chôn đó mình đi xin gòn cái gòn kia cưa ra đầu đóng hộp cho người ta. Rồi tới đó mình đi điện cho đâu khiêu luôn em có rồi đem đi chôn hả chú? Chôn luôn em chôn luôn mình làm hết. Vũ ơi nó đem lên cái kia nó treo lên là sao? Nó treo lên trên cây nó treo là tức là lúc nó bảo tố không có chỗ chôn tức là đóng cái nọc tao trong đồng đóng cái nọc lên rồi để hòm lên trên này nè để hòm để nó không có chỗ chôn thì người ta đâu có để cho anh trôi thằng nhân lên cho cho nên nó phải treo lên nó treo, treo nè nó treo lên trên nó chết đó vậy đó. Là những người nó cũng độ cho con nhiều lắm á thật mà tụng kinh lại giữ tụng kinh lại thế đó tụng giống hồi nãy đi đeo đâu có đâu cái là mình đi đồng đạo kéo đi từ đây qua ấp này qua ấp khác đi đông lắm đông lắm báo bây giờ lớn lắm tụng kinh rồi em tra trường rồi tối mình hái bông mình cúng hái bông ăn tay ăn chay không à em tự em làm em biết làm trao nè mình làm nó em làm trao này ha rồi làm tự làm những tương ra nè tương mình làm tương mình ăn vậy đậu á đậu nành đó vậy đậu nành mình làm ra nấu ra thành thành nước cái nước ra mình làm rồi anh làm đậu được mà làm mấy cái ra là cái là chiêu gì cái gì tàu hũ á vậy tàu hũ á tàu hũ kia nào cũng được này xớt mặt ở trên nó chứ mà nấu á nó khô trên đất mà cái đải lên có cái mùng cái chị á mùng mỏng lắm đẹp lá hấp bên đó cái đây nó khô thôi nắng chiếu đây là thành là hũ kia nó làm gì đó đó rồi cái mình xớt đó lớp đó cái còn cái xác của nó đó đặt đây đó mình bỏ vô cái cỏ rồi đâu rồi cỏ đây cái mâm bụi mắm gì nè bụi cho mình cắt ra nó gì vậy nó đã bán ngoài đó chị Nhi nghe xong nó này nè cắt đây cái gì đâu cắt xe nhỏ là nó bán ngoài chợ đó là đó là em làm được hết tự mình làm thì qua Vũ biết làm thủ không Vũ mình rồi đó cái đậu đó đó cái đậu đó khi mình không nấu đó giả ra mình để hộp đậu luôn thì mình ra mình để mà nắng mình bỏ muối vô mình bỏ muối vô để mà nắng vô lâu ngày đầu rồi hủ thối hủ nước tương nước tương hộp tương hộp còn nước tương cái nước nó nhỉ ra mình nấu ra là thành nước tương nhưng là Vũ hồi xưa dưới quê cuộc đời cũng khổ thành nước tương tại vì tự mình làm nè cũng làm mấy cái mình làm trao thì cũng là tàu hũ ra sao mình cắt nhân nhỏ mà để vô đó đó mình nếm vô đó ớt này kia là nó để lâu ngày cái nó nổi lên Vũ còn nhớ công thức không Vũ là trao ngon đúng không chị để lâu ngày nó nổi là béo nó ngon đó là cái nó vậy còn tàu hũ kia nè mình làm tàu hũ mà tàu hũ mà phơi nắng bụi bụi cùng này nè cái xác của nó mình phơi rồi nó nấu canh ăn để mình mua tàu hũ ngoài đó đi đây còn tàu hũ nước uống tàu hũ ngoài luôn mình làm luôn mình nấu lên uống nước đó rồi uống như cắt luôn ngon lắm Vũ ơi bữa nào tôi vô làm tàu hũ bán Vũ bữa nào làm tàu hũ hàng cà ly bán em làm đồ chai ngon lắm á đồ chai làm đủ thứ cho nấu đồ chai luôn á sập cẩm đồ chai luôn á mình ăn chay mà thì bữa nào nấu thử đi dạ. Kho tập cẩm làm tập cẩm mua đồ chay về kho tập cẩm á mua cho Vũ ha kho tập cẩm như là bây giờ mình hủ qua là mình làm trò nhồi rồi hủ vô đó cái gì làm được nhớ cũng như là cái con cá con thịt tôm cũng được cái đó là tàu thật ra tàu hủ thôi đó mình làm đó là cái lẩu này lẩu cá đem như giống cá vậy nên thật ra là lẩu cá là tàu hủ thôi chay
đồ chay nó. Thôi giờ ca sĩ hát thôi, không cổ tặng đi hết. Chiên chiên tàu hủ rồi ô làm là rồi tàu hủ dưa mắm đồ lum hết chứ. Giỏi vậy. Vậy nước mà làm cho nó tương ngon nè. À. Giống như mắm nhỉ mình đó. Ừ. Nó vàng vậy đó. Tương này tương nước mắm nước tương ăn rất là ngon. Nhưng mà cái đó là mình làm ăn nguyên chắc không á. Ở ngoài nó còn có làm nó có pha này pha thêm. Nó pha thêm chị. Còn nhà mình ăn nguyên chắc. Nguyên chắc nó. Nguyên chắc. Nước tương nguyên chắc. Dao chai nè, dao chai biết dao chai, còn con dao chai nữa. Dao chai ngon lắm vô. Đó. Vô nó canh á, nó canh ăn rồi. Ngon lắm. Dao ở dưới quê em cũng ăn vậy. Tơ nè. Đúng rồi đó, Vũ nó ở dưới quê em giống muốn nè, rồi rau rau ô tùm lum rau chứ, tức là rau mình làm tầm rau đó. Nhà em chuyên môn là mình trồng rau vô cho thơm mắt lắm chị. Trồng vô thơm làm vậy 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 đúng rồi. Ý quê đó tụi em cũng ăn vậy đó. Cho thơm mới vậy, cho thơm ta bán một ký mất tiền lắm á, đó bán. Gánh nước không chà dài luôn chị. Nó chai ra. Gánh nước đổ lên. Đủ nghề đi chứ đâu. Rồi chỉ xong mình gánh lên mà nó tưới cho nó bạn mà tưới lên nó xanh lẹ, nó cao lên vậy mà cắt lên mỗi lần bán mình ham lắm, cắt lên đọt có gì nè mà mỗi lần bán mấy chỉ vàng mấy chỉ vàng không chị. Mà lúc đó mà rau thơm á thịnh hành lắm. Còn những khi mà rau thơm mà nhiều người trồng quá nó dư quá, mình trồng dư quá là mình phơi nắng mình đem vô cái chỗ nhà thuốc nam. Mình bỏ vô đó người ta sắc ra ta hút thuốc nam cho người ta. Rồi đi hái những cái thuốc mà giống như mấy cái thuốc mà gọi là mấy cái dao mà kêu là dao ta kêu ra mấy cái dao cái dao thuốc địch rồi đó chị. Nó không xanh 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 đó, nó nói là thuốc á, hồi đó luôn. Hôi kêu là rau cái theo là đã hái nó có gọi là theo có hôi á, xanh hôi hôi đó có hôi á, tức là mấy đó là mấy cái thuốc không á, thuốc nam á, đó là thuốc nam của mình không á. Đó rồi những cái dao tằn nè, ví dụ ra khăn sắc vô trong đó người ta nấu uống nó thơm lắm. Rau ca rau u đủ thứ rau có mình để nhiều thứ em rồi rau đó là rau mùng ngót, mùng ngót á thì mùng ngót á bác, cái trái mùng ngót á nấu ngon lắm á. Nói về đi hái rau là kêu Vũ nó khổ lắm. Ở dưới quê mẹ em trồng dưới quê em trồng nè, bầu nè, trồng bí, trồng dưa leo, trồng biết trồng đồ, biết làm đúng thứ. Trồng trà đó, cà xanh, cà tím đồ. Rồi vậy chị rồi với hồi đó vừa trồng vừa làm công chuyện vừa hát cải lương. Rồi nghe lúc nào nghe chứ mình có la vô trong thiếu đó nghe, nhiều khi mình không có mình nghe ké hàng xóm. Mình ca theo ông ca miệng ca trai ca ca làng cái nghe mình nghe ta biết mình hát hay rồi cái đồ đúng không, trong đám cưới hả, đám giỗ đám vỗ đám ma vậy đó mà làm ngồi cũng ca có đờ luôn cổ tám đêm vậy đó. Chỉ biết cái kêu bên Việt Nam có cái thông báo như nè cái lo hát cái làng ca nghe làng kia ấp kia nghe vui lắm chứ không mà gà làm vịt ô vui lắm đúng nghe. Mà thường thường em đi không có nhau, bây giờ em nhậu chứ không biết nhậu. Làm với phụ người ta thôi. Với lại cắt cổ gà làm này của em cắt một con hai một hai con là thôi em cắt nó còn những cái tương vậy nè. Sống làm sợ quá. Nhưng mà mình nói em muốn sát sanh. Chúng là em con trai em sát sanh. Vũ hồi đó nhiêu tuổi, Vũ hồi đó cỡ có khoảng lúc mà Vũ biết làm những cái đó đó. Là tuổi? Em ăn chay á, lúc mình bắt đầu ăn chay là nó bắt đầu 10 tuổi rồi. 10 tuổi là Vũ ăn chay rồi đó hả? Ăn chay tới 6 năm, 16 năm. 16 tuổi. Wow. 16 tuổi. Bao nhiêu tuổi? Qua đây nè. 16 tuổi thì em qua đây nè. Em qua đây là 18 tuổi, năm 18 tuổi là lúc đó em đang trúng nghĩa vụ, trúng tuyển. Trúng tuyển nghĩa vụ. Trúng tuyển nghĩa vụ mà ba em lính làm lính cho bên của Mỹ á. Mỹ. DHO. DHO làm bên Mỹ á, cho Mỹ á. USC á. Cứ ôm chỗ người ông mì á nó rồi thì em ăn theo ba thì ba nói đi khám sức khỏe rồi thôi con nghỉ ăn đi con xanh sao á sợ khám bị vớt rồi cả gia đình con đi theo trở ngại rồi mới ăn mặn lại rồi xong rồi ngã mặn thôi ngã mặn thì qua tới đây thì vậy là đã tu rồi tu hồi 9 tuổi đó đã tu rồi 9 tuổi đã mà. Đi tu rồi em có làm nó tối mà đêm hồi xưa là lúc em còn nhỏ em nhớ là sợ ma lắm chị. Lúc mà cứ nhỏ bảy sáu bảy tuổi bảy tám tuổi 8 tuổi 10 tuổi mình đi cũng sợ ma mà từ cái tuổi đó trở lên đó chị biết không ha? Mình biết đi chơi rồi đó vô ngoài đó lúc đó tuổi tôi vừa dậy thì mà chị sợ ma lắm mà cho thứ là em bị bóng gà
ăn với cái con gà tối. Bữa tối không thấy được. Tối khoảng sụp một giờ xuống khoảng 6 giờ này thì cái hầu quay ra dưới quê mình dưới hầm không à. Ừ. Đi là téo hầm hoài à. Còn con đá mà nó hù à mấy đó. Ừ. Đi đến hầm biết cái bệnh nó gì đó là cái con gà đó. Bây giờ còn không? Mà em có bị con cá mà mỗi 5 giờ em luôn hay ngủ em nằm á quen à ngủ ngủ giờ đó ngủ giờ đó là bị đè. Ừ. Nguyên một cái giống như trái đất thì nó tròn tròn cái cho anh ngủ lắm ông giác cũng đè hoài lúc nào cũng đè hoài bóng đè bóng nó đè đó bóng giờ đó nó bóng đè rồi cái tối cái đè con gà đi chơi con gà mà đi ngủ với bạn đi nghe âm theo đi ca ca đi hát nhẹ bóng vía nhẹ bóng vía bóng vía nhẹ không có người nào vợ em chứ tại vì lúc đó là em bị bóng đè là lúc đó mình còn yếu bị yếu đúng rồi là em sợ ma tim này đó hay sợ ma yếu bóng vía sợ ma mà ngủ mà con gia đình ba con đi gia đình đi chơi cứ hăng đi làm á đi làm đó. Rồi em mới nhận mình ngủ cái đợi gia đình về mới dám ngủ nhà lá gì nam mà ngồi không á chị ngồi dựa lên chặt bà nhà lá sợ nó xịt cái tay chĩa tay vô ngồi như này ngồi như thế nào mà ngủ là sợ ma lắm giờ mình làm xuống tại vì em bị đè mà bị cái đó bóng đó đè lúc nào đè em niệm phật cái tới mình cái gì mới nhả ra khi em niệm phật bởi vì lúc đó là em mấy ăn chay ăn chay lúc đó mình cúng niệm phật mà nhưng mà lúc... bóng đè cảm giác là sao à? Nó mệt mà sao nó đè nó mệt chứ nó đè cái đè mình hoài mình đè mà mệt nó đè mình nó muốn kéo mình đi á nó muốn kéo mình đi người nhưng mà mình thức dậy mình thức bệnh luôn mắt mình mở không lên mà nó cứ không cứ là mình nó giờ đó là ngủ à ngủ nó đè mình à giống như tới cái giờ nó là em mới ngủ là bị nó đè hoài à vậy biết rồi đừng có đi ngủ giờ đó nữa gác tại mình bị cái đó rồi cả cái bệnh quấn gà rồi nó quấn cả mấy nó quấn mấy năm em rồi mà mấy năm đổi gì em mấy là ăn chay niệm phật mấy đi cúng này kia là em cúng lúc nhỏ là em đã cúng rồi khi đó là tự ai không ai cứu mình chứ không phải ai nhập mình là mình có cái bóng cái bụt đất nó đè như cái đất cái đè hoài à đè ngồi dơ cũng ngào vậy không ngồi được não lì làm ngủ làm biến lắm lầy mình á cái tối cái giật mình thức dậy chưa mặt bình tĩnh nha ngủ tới chiều tối có 7 giờ 7 giờ mấy nghe là 7 giờ mấy là thức dậy đi chơi đó là quán gà đó có một bạn xuống dẫn nó mình kè đi lên đường chơi rồi đó mấy kéo dài mấy năm vậy đó chị qua 18 tuổi rồi chị 18 thôi hả chỗ nào mà có ma là có đó là em dẹp hết không có con ma chắc nào ông ba đã nhập vào rồi tại vì lúc đó ma. Con đã được cái được con được cái huệ cái căn huệ con căn huệ ở trên cho con đọc được đằng đó em biết được là thế giới ma nó là thế nào mình hiểu được cái ma nó thế nào nó thì nó là một cái một bên thế giới khác âm mình là người dương ta đã chết thì cái linh hồn ta đó thì mình nghĩ người những người bị giác là chỉ qua là sợ họ sợ thì cảm giác ra nó vậy thôi thì người ta là âm rồi lâu lâu người ta thấy cái đó thì nhiều khi đôi khi nó ma nó phá mình cũng có mà đôi khi ma cũng những là âm hồn nó cần mình giúp cái gì đó người ta mới lại thấy cảm giác là mình sợ thôi thì em theo đạo Phật em đọc em biết con biết là những cái đó là nó không có sợ mà chỗ nào nghe nó linh hả đệ linh hả là con đi tới đó em bay nguyên cái bộ chuối dàn chuối người ta trồng để ta bán đó vậy trồng chuối mình trồng cao mới cắm xuống rồi mới lên nghe ma cái đó gì đất cục cỡ gì này vậy dọn cái sáng banh cành cũng đã chứ còn ma mà nó chết ha chết có khoảng vài tháng một tháng mà vài ngàn tuần bây giờ nó liên đang dỗ ma lên cũng có quậy chị lúc đó con đi quậy cái chỗ đó là không có sợ một đám 5-6-7 thằng đi luôn là bạn không mà con đi lần đầu chứ cũng bà nhà đủ lên lỡ đó em đi con đi là lúc là có ma con chó con theo ma nó sợ nó kệ chó có ma sợ chó hả kệ mà lúc mà chỗ em chủ nó ma lắm em bác hồi đó dưới quê thường chết á
bà biết người ta kêu là con ma đuốc á bác. Tối nó cầm đuốc thì trời mưa rồi nè. Em thấy đó, lúc nhỏ con thấy hết á. Ngủ thấy á, trong đồng á. Mưa lâm ra nó đuốc, đi một dạng vậy đó. Ma đuốc mà cả trăm người á. Im lúc đốt đèn vậy nè, lúc đó nè. Ở dưới quê ma lắm, nghe mà nội con kể chuyện ma á. Là cả mấy cái ông chú mà mấy ông bác ở dưới đó là ngồi ha, đúng như nè, sàn đúng như nè. Mà chuyện thiệt không nghe bác. Đúng. Mà có thiệt luôn á, chỗ con á, ma lắm á. Có thiệt á. Mà đi ha, con mới cho con bị cũng mấy lần nha. Con bị mấy lần mà lúc đó mà con gan rồi đó nha. Nhát ma mà nhát con cỡ nào cũng chạy tới đó đó. Tới đó luôn mà muốn cái gì. Mỹ cũng có cái lượng omega á. Cái cây bự gì nè, nó ngang chỗ kỳ á. Chỗ kỳ đó nó ở đó đó, còn cái cây mà bị cắt ngang rồi đó. Mưa ta cắt ngang á. Em từ dưới lâm công ty xuống hăng này nè, giúp về cho nó chạy, trên chạy cũng mệt quá. Cái nhà này hẻm số 1 đó, dưới omega em nằm mới 3 giờ mấy sáng nè. Mệt thấy mồ luôn nè, nằm mới ngành lên tiếng. Thấy? Nằm xuống đẻo nó tự, nó cây lên, nó hiểu lên bự, tôi bối thằng lùi vô. Vậy là đúng là Dũng nhẹ bóng vía, Dũng mới thấy mà chứ. Không phải, lỡ đậu chú bãi đó là em theo bị liền, vậy không phải nhẹ đâu, là em nói liền ra chỗ liền. Mình bực, nó gặp ma mà hát con là con ghét, là con chửi ra. Con nói mày muốn để mày muốn giúp cái gì nói cho tao biết tại chỗ này mày hiện giờ nó tham thai que đi thay hờ get out here. Ok, nó get out here tự lặng luôn đó. Còn một cái nhà ở trên đường quay cho nó em ngủ nằm đi làm con đi xem ngủ đó. Đi hết trơn rồi mà đêm một tối con em bị em từ lúc nhà cho em nhảy xuống em bị em nhảy xuống té xuống nặng lắm em. Con chết em tạm có vỏ mà giúp cầu thang được vô ngực em gì nè. Mà nằm tháng mấy là một chỗ đó nó đi tụi nó đi chơi cũng mình em nguyên con ma bự nó đứng đỡ được nhà mình luôn đi mà con không có sợ ma em nội tưởng tượng nội cái không. Nhà biết sen nhà anh nói thiệt mà tưởng em biết cái nhà mà cháu dịch bắn cháu dịch cái đường số 4, số 10 đó không số 4 không cái nhà đâu nhà sát á mà đưa em ha. Con nhỏ em con nó không biết nó mướn nó vô không hỏi cái bắt lao bọn tiệm sử vô nhà này ngày sát mướn á. Con ngủ gần một tháng chờ luôn á. Mà nghe ngày sát đó giờ mình nghe như vậy mình cũng giật mình á, ngủ 3 ngày sau ngủ gián 3 ngày sau rồi mới trả cho người ta ma bự luôn tới trong nhà luôn ma Mỹ á ma Mỹ này mà gì lắm á có lực á dưới lầu mình ở mà trên lầu lục chán bùm. Ở đây á nó có mình vô nhà căn nhà mẹ phải nói á chị biết không có bị và chị ba anh Xuân á mà làm nhà cái tấm kiến đựng lụm kiến ngoài á kiến coi á đã bị á kiến nguyên chữ này cũng về cầm lên ông vô mỗi lần vô cái nó hiện trong kiến hiện ra vô cái gì đó cái đó đổ ông lượm đem về hả không phải ông đi làm nhà cho người ta đó tức là kiến người ta trong nó dòm á đem về còn ném như khi mình lụm thì nó gà nó chết á nó bán ở ngoài mà chờ không có bán là đem về khi nó theo cái đó đó là khó thiệt cái đó những cái gì á mình biết cái đó là nó là cõi âm theo mình hiểu được nó đó là nhà tức là nhà của nó giường của nó đi theo đem đi bán tại sao nó ra đi theo mình đó. Chết tại sao mà cắt đâu nó chết đâu có bằng giá đâu cắt nút cả chứng ma cắt nút bữa nay khán giả không nghe cả luôn nghe cả chứng ma nghe chạy qua lại cắt nút chết đâu có đem đi theo cắt nút luôn cái áo còn cắt nút luôn cắt nút ra chỉ còn cái áo không à những người mà chết ra là phải cắt hết rồi cắt hết sao vậy mà tại sao phải để nút không được không hiểu lý do làm sao nha cái nút là người ta để giải thích rằng cái nút đó là tức là đi tất cả cho thanh thản đó cái nút để lại nó vướng bận vướng bận tức là mình chết không có đem gì theo chứ chỉ còn con dại giáp gì cái để ngoài còn mang vô là có thôi nhưng mà nút lắc hết tức là họ đi cho nó thanh thản ok còn những người ta chết ở nhà như vậy đó ta người ta lên người ta gì người ta không thủy á người ta ưa bỏ vàng vô người mà, à, vàng vô mà mấy thằng trộm nhân thái cái đó lắm thì nó ha bỏ vô cái tối nó đào lên nó lấy hết đâu sợ ma đâu tại mấy người chôn mà đem vàng theo đem vàng nó canh người nào mà giàu có đó nó theo đó nó đào lên không cái đó chuyện hồi xưa chứ bây giờ ai mà đem vàng cho
Có chứ. Không cho. Dặn nào dặn ta có thì bỏ ra cục cục á. Nhưng mà ta cho bằng cái mồ mã, mồ đá là, mà. Cái đó là phong thủy của những người mà ta tin. Nhà Vũ bên này. Vũ bên này kể chuyện ma, Vũ không hát cái lương nữa hay không? Ta bỏ vô đó để ta kêu là ta kêu là phong thủy là ta nói là đang kêu là nói vòng cho chị để đem theo đây có nói vòng nói tâm nói tổ tiên của ta ta có để trừ trừ tà trừ tà này nó vòng vàng như mà gặp mấy ăn trộm này thôi nha mà ăn trộm lâu lâu cũng muốn dướng mấy người đó nghe dướng mấy cái mã mà nha. chết còn sống lại chứ biết không đào lên cũng của vậy vô đó đó cả nó ngồi vậy luôn á. Thật ra cũng có mấy cái câu mà đi ra đà đào mà cứu cũng mấy người đó chị. Cũng có chị nghe không? Lâu đào đó nó ngồi cũng bốc lên. Lúc đó em không có sợ ma cho cỏ gì cho ma quỷ gì. Vô đồng có phao banh trần lại hay không? Còn nhà có con nhỏ đó nó trẻ mới 18 16 tuổi à, nó đi bán đồ cái tuổi gì thì mà chị. Đi bán gia đình đi bán rau bán dưa leo cả hai cha đi bán về ra nó nghe ba nó nghe nó tin tức này này có bồ cái gì đó bà về ba nó la cấm nó quá trời quánh nó quá trời luôn tự tử quánh nó để nó thức quá tự tử uống thuốc về tự tử luôn con nhỏ nó linh một cái ngàn cầu gái đó mười mấy ngày rồi nó được nó vô dịch phá cả nhà cả làng luôn mấy người ở dưới quê cho biết chạy xe lôi sáng chạy lôi hùng á đi đưa khách đi đi á trong đồng mà hối vậy phải không ra đứng ngay xả đất này vậy ra mấy người thấy ngay là chạy lủi hầm luôn nguyên xe hầm nước tẻ ra ra làng chạy vô sớm ra làng nhỏ tên em còn nhớ nhỏ tên là nó tên Minh Hương nghe tên cũng ốc không ốc này hả sớm ông đó là ông chú đó chú mười đó ông chú mười đó ông sớm ổng ha là thường thường ở quê nó nói là những cái cây đổ bếp này chị trong cái gấp mình gấp thang đó cây đó là cấm lên cái mã cái mộ ai đó, cấm lên cái là hết đầu thai luôn cái đó là lợi hại lắm á cây mà mình gấp thang đó tức là ông táo đó, là ông táo thổ thằng thổ đẻ đó cấm lên cái không nghe gì ông cấm cái thịt rồi hết đầu thai luôn cấm lên cứ ngắt luôn cái đó là lợi hại lắm đó bác tức là trừ đó trời đó giống như mấy người nhập bị nhập đó là những cái cây kêu là cây dao tầm đó cây mà cái tầm quất đó quất cho ba người là ma cây em coi mấy chương trình đó em coi hết năm qua hết rồi cũng nhỏ nó nhập cái nó cười ngồi cái mình ha hư mà lúc này con cũng không biết nó ngang ngồi à mà trên Campuchia nha mà ông đó ổng lên sát cái rồi bác biết không chị biết mình lên dụng lên sát biết không mày ngày ngồi kế bên nhỏ đó giờ buồn nghe mình cũng sợ chứ chuyện ma sớm tụ từ dưới sông á chị Miên đó nha chị trên cái Campuchia em lên gió thăm mắt hai làm cái đó thì nhang từ dưới đó đốt từ lên dưới đó tới cái miếu luôn á mà khi mà đập kinh lòng vào kia đó ta hồn đi vậy á mà đập cục đi nè đúng cái này mới đi đúng cái này nè đúng từ dưới luôn mình thấy vô đàm đi mà có người nào ngồi gì mà nhúng tới trên nhà không em tin vậy mà khi mà sức ông ra rồi đó nha là ông mệt trong lòng mệt mà nghe nói giờ hồi xưa ông mập đô con lắm giờ sát cái hành á đi nhập sát cái hành á hành dữ lắm vậy mà cắt máu mà phải thiệt mà nhưng mà những mấy người dựa vô là không có đau đúng rồi con quỷ con nhỏ đó nó nói chuyện cái hồn cái ma nó bị mất con dữ nhập nó cười cái mặt nó mình về mới sợ vậy còn một lần còn sợ nhất trong đời em nhớ đi xong đó xong Cửu Long mà chị từ bên em qua cái cầu đó qua bên Hồng Ngự á là chiếc xe cái tàu của ai có con chú đó là ổng chuyên môn chở cát á tàu lớn lắm ổng đụng chiếc xe cát chiếc xe nhỏ chiếc ghe nhỏ của người ta ổng chiếc ghe đặt gì nè ngẫm đụng chiếc xe chạy xong không có đèn á bên kia không có đèn á đụng chiếc xe của anh chị đó là hai vợ chồng với một thằng em trai em trai tuổi giờ tuổi của em á chạy chiếc ghe cũng nhỏ vậy mà từ miền dưới lên á chạy lên đây ta buôn bán vậy đó ổng thì từ ở trên đi chở cát từ chùm sâu ổng đi về nhà ổng sau đụng trời nước mà chảy thì đụng cái tiền dưới tiền dưới thì cái thằng em vợ có một vị bà chị là anh chị ruột con đó rồi tuổi của em là em lúc nhỏ đi coi đụng cái tiền chứ biết không tiền thì hồi nhập thằng thảo đó thì nó tưởng là bà chị là ngủ ở dưới cái hầm dưới cái sườn cái thì ra là bà chị anh dễ nó nằm ở trên đùi
chị biết không, anh dễ với bà chị nên mua thằng này chuẩn không, bà này bà chị còn dưới đó nó chui dưới đó nó cứu bả lâu ra nó chết nó cạn đó. Còn thằng kia, còn ông kia thương vợ quá thì có hai cái gói không, không có bắt một ngọt hai gói gì. Thì lúc còn chìm mới vậy ôm ông nó ôm bà vợ để cứu bơi sao nổi cái sông Cửu Long nó bự lắm. Thì bà, ông nghe ông còn sống ông kể lại nó là ông vợ ông kêu nó thôi anh hết sức rồi anh buông anh ra đi thôi để anh gọi anh cứu sống anh đi là bà hay xin bà chết. Thì biết không, thì lúc mà đụng chết hai anh mà chị một bà chị với mẹ em được phải không, ổng vô trong tới trong cái bờ rồi đó ông kể mình biết. Thì lên bờ thì nói là cái ông này bắt được ông này ổng đụng á. Xong rồi ban ngang ổng ổng mấy là đem cái cốt của tuổi thơ của Vũ cực quá. Ôi Vũ ơi sao tắm ở cái tay còn gì đây chưa sạch vậy Vũ? Không phải ờ cái nhớ hả nhớ em à. Vậy chùi sơ xăng hết trơn luôn đó. Thằng Nam thì em nó làm không có cực, tại vì nước lên nước lên nước lên này kia là em cũng nắm lại giỏi lắm, con bắt cá rồi giỏi lắm. Câu cá cắm câu bơ lội giỏi lắm, biết rành lắm, với quê mà giỏi lắm. Với lại quê cái gì, quê Vũ Đồng Tháp mùa nước nổi con có người lắm, con có người nhiều người lắm, con như tại trang cái trôi vậy nè, nít á. Mấy người mà phụ nữ lắm á, trời vừa ấy thấy là đang nắm tay liền tự dưới đội lên ra em đưa bờ liền. Đi cứu mấy người nước lũ hả? Giỏi lắm. Mấy người cứu nhầm khi con nít á nó chết mấy đâu đời nào đâu, nó cho bà mẹ rồi được đập lên nó mấy bà lòi dưới chén rồi nó buông tẩm mẹ rồi nó chảy nó kêu chị rồi không sao ra về nhà chút là chết xác nó được, nhưng mà tìm xác nó được. Tìm xác nó do lúc nó kẹt trong á chết rồi. Chết nhiều lắm, mấy nít đó, bình thường đó. Những đứa nó chết nó đi lắm. Người trong đồng á, do ông ba bảo tối không có cây á, má gió nó ở ngoài cũng chết nữa. Lúc bảo gió lên là cũng có lũ lụt á. Lũ lụt giống như miền Trung vậy đó. Bởi vì có bài hát là quê em mùa nước lũ. Vũ ơi hát quê em mùa nước lũ đi Vũ. Hôm nay yêu cầu hát cái bài đó. Đó. Còn miền Trung là miền Trung nước lớn á, bảo tối đó. Đó hay lắm. Miền Trung thì miền Trung lũ lụt đó, muốn ngồi không yên đó bà đó đó. Anh là miền Trung quê em khắp nơi nhìn bà đó là chị Hương Lan hát, bà đó là chị Hương Lan hát, chị Hương Lan hát vậy bà hát đi ca bài đó mái chân kể chuyện đời rồi mình kể chuyện lúc mà em còn nhỏ mấy là mình đem cái bài hát đó là thật sự nó nói liền chung với cuộc đời em sống ở dưới quê đó là bài hát quê em mùa nước lũ. Quê em đó và sau này mới có cái hát là thương về miền Trung lũ lụt đó, lụt miền Trung đó. Miền Trung lũ lụt đứng ngồi không yên đó, nó là từ miền Nam lũ lụt tới miền Trung, miền Trung đó là con bão tố phong ba đó. Bão tố phong ba đó. Năm nào cũng bị bị chơi miền ngoài đó. Miền Trung lũ lụt rồi miền Tây lũ lụt đó, miền Trung lũ lụt đứng ngồi không yên. Nó có hai cái nó mới nhập vô đó, cái bài đó miền Trung đó. Đó. Và đó là chị Hương Lan hát hay nhất. Hương Lan nổi tiếng mà. Quê em người nước lũ. Nhà hát đi. Nghĩ lúc đây đầy hết thôi. Kệ cũng hết rồi chứ. Kệ hết. Thôi bây giờ kể chuyện ma đã xong rồi, hát tặng cho chị Nhi với bác, mai chị Nhi với bác về rồi. Cuộc đời đó là cuộc đời của con, nó gian nan, nó trải qua, nó là ông Vũ kể là biết dưới quê thì khổ rồi. Không, cuộc sống của con hồi xưa dưới quê cũng giống được. Vũ kể nhưng mà chỗ con ở không có nước lũ. Còn làm về những cái quê rồi là Vũ kể. Em không có nước lũ. Chỗ em cũng Cà Mau còn cũng có nước lũ. Nhưng mà không có lũ, không có lũ ngập giống chỗ Vũ. Cà Mau điểm không? Cà Mau là cái chỗ đó, cái chỗ là kêu là Cà Mau là cá chốt. Không? Cá chốt là những cái gì nước, cái nước là tàn bánh phèn không? Mỗi kêu như sáo thổi để loại bánh canh. Để loại bánh canh rồi. Nhưng mà dưới đó là dưới đó cái biển nó biển. Cái canh nó nước mặn nó cái đất nó ngộ lắm. Con người dưới đó là nó đen ngâm. Nước phèn không à. Nó bây giờ là kêu là những cái cây rừng nước u minh không à. Dùng dưới đó là Cà Mau. Từ ở Sài Gòn mũi đất mũi Cà Mau thì kêu là cuối đất mũi Cà Mau đó là cuối người con gái bây giờ nó lột da nó sống như là cổ ho gà gáy chiếc can trộn á. Tức là em ở đó kêu là cổ ho gà gáy cuối cùng của đất nước nè, cái nó mũi Cà Mau. Mũi
Nước Cà Mau có bài Cà Mau á. Ừ. Em biết bài Cà Mau không? Đó bài Cà Mau đó ông nói nó Cà Mau ơi thôi nó ông ngã bãi đó. Ừ. Biết là đâu không? Tức là ông Úc Trường hát á. Gì đôi chiếu bông cắm đôi chiếu bông đó hả, nó ngã bãi đó rồi quê cái em đúng không, quê của em còn nghe cái nghe cái câu khó nghe đó nó ngủ ngon ngà gáy chỗ anh là chỗ là kêu là chỗ đó dân nó cũng rất là quê mà có kêu cái cồn thôi. Ừ. Cái sông Cửu Long là nó có tên. Ừ. Còn của em là cuối dùng cuối đất mũi Cà Mau. Ừ. Tức là từ cái mũi từ ở ngoài miền Bắc miền quê kéo về là quê của là má của Ngọc Sơn đó chị. Ừ. Là bà là từ ở nhìn ngoài miền Trung đi ngoài. Anh kể nó đứng đây giống như cái giống như thầy ông ngày thầy giảng gì đó những người cái đứng cho nó mới sôi đổ đứng chứ, ngồi mình giảng mà ngồi thì không lịch sự. Ừ. Phải mình đứng lên đằng hoàng mình kể thì má Ngọc Sơn từ hồi đó ở ngoài kêu là bắc là Bắc Hải Phòng. Ừ. Đó, má, người má, bắc á là bả cô Long là cô Long á kêu cô Long rất là tính dây cộng thương vậy gì đó gì đó là miệng tan tay đó. Ừ. Bả là có bả nằm dùng cái đó đó. Ừ. Bả là dùng bả là thuộc về cán bộ á. Ừ, đúng rồi. Về đóng đô đó là thì Ngọc Sơn lúc còn nhỏ nó bả đi hết gia đình chúng đó. Đúng rồi. Thì Ngọc Sơn nè nó nói gần Bắc không? Đúng rồi. Sơn có Thu Hiền nè, Ngọc Sơn nè, Ngọc Hải nè. Hải. Ngọc okay. Hải, em Ngọc Hà. Ngọc Hà, Hà là bốn người. Ok. Ở cái đó rồi mấy Ngọc Sơn mới là tập hát khá ca rồi. Ừ. Thì má Ngọc Sơn là một tay má Ngọc Sơn là để lo cho con nó lớn lên. Bảo Sơn nó có hiếu với mẹ nó đúng rất có hiếu mẹ thương mẹ lắm có hiếu rất có hiếu mẹ tại mẹ nó năng niu từ lúc nhỏ dạy nên lúc nhỏ. Ừ. Hồi xưa đó à, chú ruột của Ngọc Ngọc Sơn Phương là bị quê ông Bạc Liêu đó chú bà phải bóc xô cho nó không bóc xô cho nó không hỏi là hát là tiền bạc lên đây dựa má hết má xin là xin má là có hiếu lắm chú định là hiếu lắm năm nào có hiếu với má sáng tác từ những cha với mẹ thôi mà coi như là có hiếu lắm phải không coi như cô kiều má lắm cô đó bà cũng là tại miền miền tay đó. Ừ. Bà không chịu gian nan gì con lắm á bà. Ừ. Từ ở ngoài miền ngoài đó mà vô đóng đô đó bắt đuổi Cà Mau bà nằm dùng mà. Ừ. Ngọc Sơn là cán bộ mà đó bà cô Long á. Ừ. Chú thì... của Ngọc Sơn mà lần chơi thân ghé nhà hàng hoài chơi thân lắm á chú ruột luôn á. Dạ chú ruột ông ổng là nhà bác Thảo Hương á. Ừ. Hồi xưa đi quê á ông sống chơi hoài với đứa đi học á ổng là ảm bê với thằng Cải Lương thằng tên gì á. À, anh gì đó? Anh quay qua Mỹ rồi anh gì đâu gì đó mê cả chưa ông bóng mà bóng hả ai bóng nào bóng dài thôi ai ông đó là nhờ đó. Cô Lon mà cô Lon đưa lên à, ông mê cái lương quá ông khổ quá. Ừ. Anh quá anh Quang Linh á. Ừ. Ông tên Linh anh Linh à.